Xin kính chào quý vị, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự ngày hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Những nội dung chính có trong bản tin. Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện thành phố sơ kết kết luận số 18 ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 10 của Ban Bí thư khóa 10 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong điều kiện dịch bệnh Covid-19. Lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh chung tay phòng chống dịch Covid-19. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, vào sáng ngày 13 tháng 3, tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố sơ kết kết luận số 18 ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 10 của Ban Bí thư khóa 10 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới. Đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Phạm Văn Huỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự và chủ trì hội nghị. Theo đó, tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019, toàn tỉnh có 2.224 chi bộ, trong đó có 349 chi bộ cơ sở, 1.855 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, 20 chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận và 28.985 đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã lãnh đạo chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc kết luận số 18 của Ban Bí thư, kế hoạch, quy định, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Sau gần 2 năm triển khai thực hiện kết luận số 18 của Ban Bí thư, chất lượng sinh hoạt chi bộ đã có những chuyển biến tích cực, nhất là chi bộ khu dân cư. Đa số các chi ủy, chi bộ thực hiện nghiêm túc, nề nếp sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề theo quy định. Công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt, các bước tiến hành nhìn chung đảm bảo yêu cầu. Trong sinh hoạt chi bộ, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu, tinh thần trách nhiệm, phương pháp điều hành, kỹ năng tổ chức sinh hoạt của nhiều bí thư chi bộ có tiến bộ rõ nét. Nghị quyết kết luận phiên họp xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề cần tập trung giải quyết, phân công nhiệm vụ cho đảng viên phù hợp. Thực hiện tốt việc đưa nội dung tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 và học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ. Qua đó, từng bước tạo được sự chuyển biến tích cực trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ đảng viên. Sau sinh hoạt cơ bản, đã thực hiện nghiêm túc việc tự đánh giá, xếp loại chất lượng theo quy định. Công tác phát triển đảng viên tiếp tục được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong đó, đã chú trọng kết nạp đảng viên ở nông thôn. Những nơi có ít đảng viên, chất lượng đảng viên mới kết nạp được nâng lên. Công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được tăng cường hơn, đã chấn chỉnh và cơ bản khắc phục được những hạn chế, yếu kém trong sinh hoạt chi bộ. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã góp phần tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, ý thức, trách nhiệm của đảng viên. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đồng chí Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 2 và đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chủ trì hội nghị. Dự nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan quân khu, các ban xây dựng đảng, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo các cơ quan đơn vị, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố. Phát biểu tại hội nghị bàn giao, Đại tá Trương Minh Đức, nguyên Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc với Đảng, Quân đội, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, cấp ủy, chính quyền địa phương và đồng bào các dân tộc đã quan tâm giúp đỡ trong suốt quá trình công tác. Đồng chí Đại tá Thảo A Pinh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cảm ơn sự quan tâm tin tưởng của lãnh đạo các cấp. Trên cương vị chức trách mới, đồng chí hứa sẽ luôn phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể Ban Thường vụ và tập thể Đảng ủy Quân sự tỉnh, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương và mong nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, các địa phương và đồng bào các dân tộc trong tỉnh đối với công tác quốc phòng, quân sự địa phương trong thời gian tới. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ghi nhận những thành tích và chúc mừng hai đồng chí được bổ nhiệm chức vụ. Chúc mừng và đánh giá cao năng lực, phẩm chất, tinh thần trách nhiệm và những cống hiến của hai đồng chí đối với những thành tựu của lực lượng vũ trang trong thời gian qua.
Trên cương vị công tác mới, đồng chí đề nghị hai đồng chí tiếp tục phát huy năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm, tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai các nội dung biện pháp xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong tình hình mới. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 bằng hình thức trực tuyến toàn quốc. Đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chủ trì hội nghị. Hai tháng đầu năm, ngành nông nghiệp chịu tác động khá mạnh bởi dịch COVID-19. Kim ngạch xuất khẩu của ngành đạt 5,34 tỷ đô la Mỹ, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2019. Năm 2020, ngành nông nghiệp đặt mục tiêu sản lượng lúa đạt 43,4 triệu tấn, sản lượng cây ăn quả 13,3 triệu tấn, sản lượng thịt các loại khoảng 5,8 triệu tấn, thủy sản đạt 8,5 triệu tấn. Phấn đấu kim ngạch xuất khẩu hàng hóa nông lâm thủy sản đạt 42 tỷ đô la Mỹ. Để đảm bảo các mục tiêu đề ra, ngành nông nghiệp phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương và các doanh nghiệp triển khai nhiều giải pháp, thực hiện cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu, phát huy lợi thế vùng trên cơ sở tăng tỉ trọng nuôi trồng thủy sản và cây ăn quả, rà soát xây dựng, phát triển các vùng sản xuất đối với sản phẩm xuất khẩu chủ lực. Tại hội nghị, các địa phương, các hiệp hội doanh nghiệp đã nêu lên phương án, kịch bản và giải pháp thực hiện công tác thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong điều kiện dịch bệnh COVID-19. Thế mạnh của từng địa phương, hiệp hội doanh nghiệp đáp ứng mục tiêu mà Thủ tướng Chính phủ đưa ra. Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh, trước những thách thức lớn là biến đổi khí hậu, dịch COVID-19 và dịch bệnh trên vật nuôi diễn biến phức tạp, các đơn vị trực thuộc Bộ và các địa phương cần phát huy vai trò của người đứng đầu, chủ động, sáng tạo, biến thách thức thành cơ hội phát triển. Các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp cần tích cực vào cuộc cùng nông dân từ khâu sản xuất, chế biến đến tiêu thụ nông lâm thủy sản, tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi bền vững, đảm bảo đủ lương thực thực phẩm cho người dân trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay. Đồng chí cũng yêu cầu các bộ ngành liên quan và các tập đoàn, doanh nghiệp lớn vào cuộc quyết liệt cùng ngành nông nghiệp triển khai hiệu quả các giải pháp bình ổn giá cả mặt hàng thịt lợn trong nước. Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 vừa có công văn số 1206 gửi Bộ Công an, UBND các tỉnh, thành phố về việc xác minh giả soát hành khách chuyến bay QR974. Công văn nêu rõ, ngày 10 tháng 3, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Việt Nam đã ghi nhận một trường hợp nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 2 tháng 3 năm 2020. Trên chuyến bay số hiệu QR974 xuất phát từ Doha, Qatar, có kết quả xét nghiệm dương tính với virus COVID-19. Trên chuyến bay này có 76 hành khách, trong đó có 21 người Việt Nam, 55 người nước ngoài. Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19, Ban Chỉ đạo Quốc gia đề nghị Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện một số nội dung sau. 1. Bộ Công an chỉ đạo Công an các tỉnh, thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát xác minh tất cả các trường hợp vào Việt Nam ngày 2 tháng 3 năm 2020 trên chuyến bay số hiệu QR974 của Qatar Airways và cung cấp thông tin cho cơ quan y tế địa phương để thực hiện các biện pháp theo dõi sức khỏe, cách ly phù hợp, tránh lây lan dịch bệnh. Chỉ đạo Công an các cửa khẩu phối hợp với cơ quan y tế kiểm soát chặt chẽ việc xuất nhập cảnh và thực hiện khai báo y tế đầy đủ tại các cửa khẩu. 2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo lực lượng công an địa phương rà soát, xác minh tất cả các trường hợp vào Việt Nam ngày 2 tháng 3 năm 2020 trên chuyến bay số hiệu QR974 và cung cấp thông tin cho cơ quan y tế địa phương để thực hiện các biện pháp theo dõi sức khỏe, cách ly phù hợp, tránh lây lan dịch bệnh. Chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp cách ly và theo dõi sức khỏe đối với các hành khách trên chuyến bay số hiệu QR974 và những người có tiếp xúc gần với các hành khách nói trên theo hướng dẫn của Bộ Y tế và báo cáo cập nhật thường xuyên hàng ngày về Ban Chỉ đạo Phòng chống quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thời gian vừa qua cùng với nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lai Châu còn triển khai thực hiện nhiều các biện pháp nhằm chung tay cùng với cộng đồng phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Những ngày qua, giữa tâm điểm dịch bệnh COVID-19, tại các tuyến đường, các ngã tư, các điểm tiếp dân của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã phát miễn phí khẩu trang cho người dân, người tham gia giao thông. Cùng với đó, cán bộ chiến sĩ Cảnh sát Giao thông cũng trực tiếp hướng dẫn người tham gia giao thông đeo khẩu trang đúng cách để đảm bảo phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Còn trụ sở Phòng Cảnh sát Giao thông, khi người dân đến làm việc cũng đã được phát khẩu trang, đo thân nhiệt, sử dụng nước rửa tay sát khuẩn và được tuyên truyền về cách phòng chống dịch COVID-19. Tôi rất thấy là hài lòng với cái phục vụ của Phòng Cảnh sát Giao thông đối với cán bộ công nhân viên cũng như khách đến giao dịch trong ngày hôm nay. Còn đối với gia đình tôi thì trước khi ra khỏi nhà là chúng tôi đều có khẩu trang, trang thiết bị hết, về đến nhà là có thuốc diệt khuẩn rửa tay trước khi vào nhà, để ngay trước cửa nhà. Hơn 4.000 chiếc khẩu trang y tế đã được lực lượng Cảnh sát Giao thông phát miễn phí cho người tham gia giao thông nhằm chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch COVID-19. Đây thực sự là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực. Đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ, lực lượng đoàn viên thanh niên, Phòng Cảnh sát Giao thông thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động thiết thực nhằm chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch bệnh. Thực hiện kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cùng với lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông, thì chi đoàn Phòng Giao thông chúng tôi đã xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 tại địa bàn trụ sở tại Phòng Giao thông đây. Thì hai chi đoàn Phòng Cảnh sát Giao thông và chi đoàn xuất nhập cảnh đã thực hiện chế độ kiểm tra thân nhiệt của khách đến làm việc, cùng với yêu cầu đề nghị bà con nhân dân đến làm việc tại trụ sở là sát trùng tay. Và những trường hợp nào mà không có khẩu trang y tế thì chi đoàn hai đơn vị sẽ cấp phát miễn phí cho bà con đeo. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã nghiêm túc triển khai các biện pháp chủ động phòng chống dịch COVID-19. Đơn vị đã quán triệt nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ, thường xuyên cập nhật, nắm tình hình, diễn biến của dịch để phối hợp với cơ quan liên quan triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh. Phòng đã yêu cầu 100% cán bộ chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ phải sử dụng khẩu trang, găng tay y tế và sử dụng cồn sát khuẩn sau khi thực hiện nhiệm vụ. Đối với cái việc mà phòng chống dịch COVID-19, thì đối với phòng giao thông thì là đối với tại đơn vị trụ sở thì là đơn vị đã triển khai và cho cán bộ chiến sĩ thực hiện, mà chủ trì là cho đoàn thanh niên tham gia trực tiếp phối hợp với chi đoàn của PA08. Làm công tác là phòng ngừa ngay từ ban đầu, tức là thành lập một cái tổ trực tại cổng của đơn vị về công tác trực ban, kiểm soát người ra vào. Thứ nhất là dùng các biện pháp, đó là đo thân nhiệt, hai là rửa tay sát khuẩn trước khi vào cơ quan để giao dịch. Đối với lực lượng tuần tra kiểm soát là phải đảm bảo, thứ nhất là về khẩu trang, hai là các điều kiện như là về sát khuẩn, rửa tay trước khi mà làm nhiệm vụ. Còn đối với việc mà kiểm tra hàng hóa giấy tờ thì các đơn vị cũng bố trí các găng tay y tế để làm sao cán bộ chiến sĩ khi tiếp xúc vào các vật dụng hàng hóa cũng như là kiểm tra giấy tờ là đảm bảo tốt nhất về sức khỏe. Với sự chủ động quyết liệt triển khai đồng loạt nhiều biện pháp phòng chống dịch của lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã thể hiện trách nhiệm, sự quyết tâm của cán bộ chiến sĩ Cảnh sát Giao thông trong việc chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói, cán bộ là cái gốc của mọi công việc có thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Thấm nhuần lời dạy của người, thời gian qua, cán bộ đảng viên xã Sa Dê Phìn, huyện Sìn Hồ luôn tích cực sửa đổi lề lối làm việc, xây dựng thái độ phong cách và tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân ngày càng được tốt hơn. Phóng sự sau đây thể hiện nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Là cán bộ làm việc tại bộ phận một cửa, thời gian qua, chị Trẻo Mỹ Quang đã tích cực hướng dẫn bà con nhân dân làm thủ tục giấy tờ một cách nhanh gọn và hiệu quả nhất. Nhìn chung, hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã cơ bản đáp ứng yêu cầu giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trên các lĩnh vực cho tổ chức và công dân theo đúng quy định. Theo đó, trong năm 2019, Ủy ban nhân dân xã giải quyết 1.000 thủ tục hành chính đạt 100%. Về tôi thì lĩnh vực của tôi phụ trách thì chủ yếu là cấp các loại thủ tục như là giấy xác nhận hộ nghèo. Thì như hàng năm là có quyết định phê duyệt hộ nghèo của xã. Thì tôi sẽ hướng dẫn bà con là
cấp giấy xác nhận hộ nghèo cho các hộ gia đình. Ví dụ như là trước khi đi làm thủ tục ấy ạ, thì sẽ có một cái sổ hộ khẩu, đấy, hướng dẫn bà con là cầm theo sổ hộ khẩu đi để đối chiếu các thông tin, ví dụ như đã khớp hay chưa, và ví dụ như là chứng minh thư, giấy tờ tùy thân của cá nhân ấy ạ, thì sẽ cầm theo để đối chiếu khớp thì tôi sẽ cấp giấy xác nhận hộ nghèo. Còn ngoài ra ví dụ như là các đối tượng bảo trợ xã hội, người khuyết tật chẳng hạn, cái giấy xác nhận của họ bị hỏng, hư hỏng hoặc là mất thì tôi cũng sẽ hướng dẫn bà con viết tờ khai để xin cấp đổi lại giấy xác nhận hộ nghèo, giấy khuyết tật. Cùng với đó, xã đã tích cực quán triệt cán bộ công chức trong xã, tích cực sửa đổi lề lối làm việc, thực hiện nghiêm túc việc đi làm đúng giờ và xây dựng kế hoạch làm việc cho riêng mình, để từ đó thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ngày một hiệu quả cao hơn. Cựu chính quyền ta cũng chỉ đạo cho các bộ phận mà chuyên môn ấy, thì để bộ phận mở cửa ấy, thì chủ yếu là cái công tác tiếp công dân và trả kết quả cái hồ sơ để bà con nhân dân, chủ yếu chúng ta làm chỉ đạo không để nhân dân mà chờ để lâu, chúng ta chỉ đạo các bộ phận chuyên môn ở chỗ phòng mở cửa ấy thì phải đảm bảo cái thời gian để... Mặc dù trình độ văn hóa của cán bộ công chức xã Sa Dê Phìn vẫn còn nhiều hạn chế, nhưng với sự quyết liệt của xã, những năm gần đây, chất lượng giải quyết công việc của cán bộ đã dần từng bước được nâng lên. Không còn tình trạng cán bộ đi muộn, về sớm, mọi thủ tục hành chính khi công dân đến giao dịch được giải quyết một cách nhanh gọn. Chất lượng công việc ngày càng được nâng lên, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.